xuân với những bồi hồi mà riêng ta sầu nhớ lâu rồi. Em đi đi xây nghìn dáng dở hương tóc bay trong đời quên ngày xưa. Ngày xưa hoa bướm chung đón em với cả nồng nàn truyền môi thơm rẽ lối xuân hồng, nghe đam mê chung hơi thở hoa lá đan tay mời. Vâng, điện tử Cao Phong xin mến chào các bác và toàn thể nhâm đam mê âm thanh và yêu ca hát. Xin chào khách hàng, đó là anh Nam, địa chỉ là khóm 4, thị trấn Đầm Rơi, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau. Điện tử Cao Phong sẽ test một cặp loa hàng bãi xịn audio center, model là PF12 cộng bass 30 và tép kèn titan. Dòng loa nghe nhạc và hát karaoke cực kỳ hay, tiếng rất sáng, bass đánh chắc, đánh căng và đánh rất là uy lực. Tiếng chung trong trẻo, bay bổng và trung thực, tiếng tép cực kỳ nảy giòn và rất là bay. Nghe nhạc và hát karaoke rất là hay. Đây là một phân khúc model đời cao của loa audio chân tư bãi PF12 cộng. Như là Cao Phong đã quay clip mở nội thất những cặp loa hàng bãi xịn của audio chân tư model là PF12 cộng đời cao, thì các bác thấy rất rõ là cái lô loa này em nhập về nó rất là đẹp, loa trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Và model cao PF12 cộng tức là từ của nó là từ 19 côn 76 và tép kèn titan. Còn bình thường những phân khúc model F12 thường không có dấu cộng thì từ của nó chỉ có từ 17 thôi. Vâng, từ 19 nó sẽ khác biệt về chất lượng âm thanh, nó sẽ hay hơn rất là nhiều, tiếng bass đánh căng hơn, đánh chắc hơn và đánh sâu hơn. Và đồng thời PF12 cái phân tần của nó lớn hơn, đẹp hơn. Nếu bác nào quan tâm đến nội thất của cặp loa PF12 cộng đời cao hàng bãi xịn của Audio Chân Tư thì các bác liên hệ điện tử Cao Phong theo hai số điện thoại cũng là hai số Zalo 0772260096 hoặc 0368724218. Em sẽ gửi ảnh chi tiết về nội thất ngoại thất của cặp loa hàng bãi xịn đời cao audio chân tơ này. Vâng, rất là đẹp. Đây Cao Phong đã quay kỹ bên ngoài về hình dáng đó, rất là gọn gàng đẹp, lời ca tiếng hát rất là sáng và rất là hay để phối ghép cho mọi cấu hình âm thanh và karaoke. Được sử dụng cho mình một bát 30 gần với độ tẩm dầu, một tép kèn titan. Và đặc trưng của những dòng loa chân tơ thì là tép, phễu tép của nó là màu đỏ. Đấy, bát 30 gân và lụa tẩm dầu, độ bền gân rất là cao. Các bác chơi công suất lớn và độ bền cao nhưng các bác không bao giờ phải lo hư hỏng, thay gân, bảo dưỡng gì cả. Đó, thì hôm nay điện tử Cao Phong sẽ hân hạnh test cho anh Nam, khóm 4, thị trấn Đầm Rơi, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau. Cặp loa đẹp xuất sắc luôn. Được sử dụng cho mình một cái chiều cao thân thùng tầm khoảng 65 và thùng 5 cạnh nha. Những cái thùng loa 5 cạnh là cái thùng thiết kế rất là thông minh cho chất âm hay. Và sơn sần cát, thùng vách đẹp xuất sắc, loa rất là đẹp và cực kỳ là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, lô loa phải nói đời cao và cực kỳ đẹp. Đấy, trong một cái phân khúc để các bác nghe nhạc hát karaoke và để trưng bày, để chơi. Rất là đẹp luôn. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu sử dụng những đôi loa audio center hàng bãi xịn đời cao, em nhắc lại là đời cao nhá. Đây em sẽ quay về thông số các bác nắm được cái đời cao nó là như thế này. Đây là thùng này, có thể thùng gỗ và sơn sần cát này. Cái lưới căng của audio center rất là uốn lượn, cực kỳ là đẹp, nó bo rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là phía sau thì các bác dễ dàng nhận thấy này, đời cao nhá. Đây là audio center logo này, nó rất là quen thuộc. Và PF12 cộng đây, các bác nhìn thấy nó có dấu cộng là đời cao nhá. Và đây là các cái thông số này, bác nào quan tâm đến nội thất cũng như là công số, thông số thì các bác có thể chụp màn hình cái cặp loa này. Đó, và đây là đời cao thì nó có dấu cộng, ký hiệu và cái bảng kỹ thuật của phía sau loa nó làm thụt sâu bên trong. Đấy là nhận biết là đời cao. Còn nếu đời trơn không có dấu cộng như này. Đấy, hình dung các bác hình dung là nó bịt dấu cộng này lại. Là cái đời thấp thì cái bảng táp lô nó nằm bằng với thùng. Đấy, còn cái đời cao dấu 12 cộng nó có dấu cộng này nó làm thụt sâu bên trong. Và nó có nút công tắc đảo tần số bát, cất tần số bát ở phía bên trong này. Đấy, hàng bãi xịn và loa trong tình trạng rất là đẹp. Vâng, audio chân tư PF12 cộng phân khúc đời cao. Từ em nhắc lại, từ của bát là từ 19 côn 76 và tép kèn titan. Còn nếu mà đời thường, đời trơn thì từ của nó chỉ có 17 thôi.
Từ nhỏ thì đương nhiên là cái tiếng bát của nó không bằng từ to. Tiếng bát từ to nó sẽ uy lực hơn rất là nhiều, cũng là bát 30. Và F12 cộng này thì từ bát nó to hơn và cái phân trần của nó rất là lớn, rất là đẹp. Và một lần nữa xin cảm ơn các bác cũng như là cảm ơn anh Nam, khóm 4, thị trấn Đầm Rơi, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau xem hàng và nhận hàng những cặp loa đẹp xuất sắc luôn. Chất âm thì cực kỳ hay luôn. Vâng, để mắt thấy tai nghe, ngắm kỹ từ bên ngoài cũng như là vào bên trong nội thất của cặp loa hàng bãi xịn đời cao Audio Center PF12 cộng này thì Cao Phong đã mở sẵn một quả ra để cùng các bác cũng như là anh Nam ở thị trấn Đầm Rơi, Cà Mau chiêm ngưỡng cái độ đẹp và cái độ cực kỳ xuất sắc của một lô loa Audio Center hàng bãi PF12 cộng đời cao, dùng ít nên là nó còn cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, xứng đáng đồng tiền bát gạo mà các bác và anh em bỏ ra. Đây là một cái logo Audio Center ở lưới căng này, em đã tháo sẵn ốc ở căng bát tép ra cùng các bác ngắm nhìn. Trong cái video này thì các bác được ngắm nhìn từ ngoài vào trong luôn. Đây, đây là cái bát 30 nhé, bát 30 gân vải lụa tẩm dầu. Đấy, và người ta đã quét trên màng bát một cái lớp keo để chống ngấm nước nên độ bền gân và độ bền của màng nó rất là cao. Đấy, các bác chơi thoải mái luôn. Đấy, màng bát đã được quét sẵn một lớp keo bóng rất là đẹp luôn. Đấy, loa trong tình trạng đẹp xuất sắc. Và đây là phễu tép ken này. Em lật cái bát này lên để các bác cùng chiêm ngưỡng. Ui, rất là nặng nhé. Bởi vì từ của nó là từ bát 30 nhưng từ của nó từ 19. Đấy, các bác nhìn này. Nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn cái từ sát từ này. Nó sáng choang luôn. Đấy, sáng choang luôn. Cái độ bền và độ đẹp của nó cực kỳ xuất sắc luôn. Đó. Đây, các bác nhìn cái côn nhận của nó này. Quá đẹp nhá. Đấy, các bác nhìn những đôi loa, các bác hình dung như là nó độ đẹp của nó càng đẹp thì cái độ tiếng bát của nó càng hay, chất âm của nó càng hay. Và đây là từ, các bác nhìn cái sắt từ của nó long lanh luôn. Đấy, bao hàng bãi xịn cho các bác nhé. Bát 30, này, logo Audio Center này. Nó rất quen thuộc. Ui, rất là nặng, từ 19 các bác nhé. Bình thường từ của bát 30 của những dòng loa khác ấy, thì hoặc là những cái đôi mà không có dấu cộng, cũng là Audio Center không có dấu cộng, thì cái từ của nó chỉ có từ 17 thôi. Đấy, nhưng những dòng đời cao này tức là từ của nó là từ 19, côn 76, nên là tiếng bát của nó đánh uy lực hơn, hay hơn rất là nhiều. Em bỏ xuống, ui nặng quá, từ 19 này. Và đây là cái tép, tép kèn titan, nên tiếng tép cực kỳ là nảy, rất là bay. Đấy, từ của tép cũng rất là sáng này, có những cái sắt từ của nó này, có thể soi gương được luôn. Đó, logo Audio Center nhá. Yeah, logo Audio Center này ở trên đỉnh củ tép này. Đấy, các bạn nhìn cái tép của nó rất là chất luôn, tép của nó sáng, tép như này mà sắt từ nó sáng này. Và đặc biệt cái phân tần của nó này, model F12 cộng, cái phân tần của nó rất là to, rất là khủng, nhìn cái phân tần rất mê luôn. Đó, Audio Center này, các bạn nhìn thấy cái cuộn cán này, có những con trở này của đời 12 cộng nó rất là lớn, các bạn nhìn ạ, rất lớn luôn, cực khủng luôn. Có ký hiệu ở trên phân tần là PF12 cộng, coi nhá, hàng cực kỳ chất luôn. Ấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những cặp loa hàng bãi xịn của Audio Center thì có liên hệ điện tử Cao Phong, số điện thoại là 0772260096 hoặc 0368724218. Em giao hàng toàn quốc. Đây, những cái bông của nó là bông ma trận, bông tiêu ma trận đặc trưng của những dòng loa Audio Center. Đó, đấy là nội ngoại thất rất là chi tiết cho anh Nam ngắm nhìn những cái cặp loa phải nói là xuất sắc. Em có nhìn phân tần của nó quá gấu luôn. Đấy, nó rất là đẹp, độ đẹp cực kỳ chất luôn. Quay lại cho các bác cái từ của nó này, mà nhìn cái sắt từ của nó này, soi gương được đây, rất là đẹp. Đó, mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những cặp loa Audio Center hàng bãi xịn thì các bác liên hệ điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096 hoặc 0368724218. Em giao hàng toàn quốc, xuất sắc. Đó, cực kỳ chất luôn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.